không, tại vì anh cũng phải đi làm. Anh cứ nghỉ tầm khoảng một tuần lễ để nhà chăm cái thời điểm mà nó mệt mỏi cho người vợ mình á, anh nghỉ một tuần lễ thôi. Còn ngày thường anh vẫn sau đấy anh vẫn đi làm. Chứ mà có chuyện gì mình xin về sớm. Kiểu may mắn là người nhà anh ở trong này cũng ra cũng hỗ trợ. Bên cạnh đó thì làm bà ngoại tuyệt vời lắm, bà ngoại chăm từ A đến Z cũng hỗ trợ rất nhiều. Anh chỉ có cách là làm sao cho cái cảm xúc của vợ mình á bớt mệt mỏi thôi. Thế anh cũng tìm mấy cái chỗ mà chăm sóc bà bầu sau sinh, massage này nọ, xong rồi đắp mặt này nọ, xong rồi xong này nọ nè. Khi mà là bé mình được tầm khoảng 2-3 tháng tuổi á, là vợ anh bị áp xe đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ áp xe là bình thường, chứ là bị tắc sữa xong rồi... Không có đâu. Anh đâu có nghĩ vậy. Xong rồi tắc sữa thì đôi khi mình cũng có đàn chồng cũng phải giúp vợ tránh như là bị áp xe làm sao mà không hiệu quả. Thế là phải tìm đến những cái nơi mà nó phải có cái cách massage. Dạ. Nó làm sao cho nó mềm ra, xong rồi nó mới sữa, nó mới ra. Bị tắc tia sữa, mà anh đọc nhiều sách tia sữa người bị giả mang luôn á. Có thể nhiễm trùng quá. Nó nhiễm trùng lên rồi nó giả mang lắm. Anh tưởng tượng cảnh thấy anh hại, anh sợ quá, ghê quá. Thế là trời cũng chưa nắng rồi, cứ chặt xe đi tìm lên mạng chỗ này, tìm hết, chơi. Chỉ đóng cửa để mà không làm nữa. Ra cái chỗ kia hơi là cái chỗ mà nó người ta bán cái đồ chơi, cái đồ những vật dụng cho bà bầu á. Ở đó họ có cái dịch vụ là gì? So bớt massage cái là chấm mát tránh áp xe của là giảm áp xe đó, thông tia sữa. Thế là dời đỡ vợ lên cái bà hơn là làm bữa đầu tiên, xong là rồi cũng thông được tia sữa, làm 2-3 hôm là vợ anh hết. Mà cái đó anh thấy cái đó nó cũng giả mang nhiều người, mà ghi cái đó là chết luôn á, không biết sao chứ đó. Tại vì hồi trước là vợ em cũng bị áp xe, và là em không phải là em cố tình em nhìn trong phòng là có một cô để mà làm massage đó để mà thông tia sữa vợ em á, thì cái cửa nó bị hở ra, em thấy rõ ràng luôn. Mà vừa để vô cái phần bên nách này nè, rồi chuẩn bị nha, ráng nghe, cái này đau lắm á nha, là nói thẳng luôn, 1, 2, 3 vừa đẩy cái một cái tia sữa bắn cùng veo. Trời ơi má ơi, vậy trong cái bầu sữa gì mà nó quá trời sữa như vậy hả? Ứ động nó cứng ngắc luôn em. Sợ cứng ngắc luôn á, sợ như anh tập thể thao mà sợ cứng như chuột luôn. Anh nói thiệt mà, đúng cứng ngắc gì luôn em ơi, em không nghĩ sao nó cứng gì luôn á. Thế gọi là công nhận luôn là người phụ nữ không phải nói gì chứ là họ quá tuyệt vời luôn. Bởi vì họ hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Dù họ không nói ra nhưng mà họ hy sinh cho chúng ta, những người đàn ông, những người chồng rất nhiều mà không nói ra. Nãy tới giờ anh Sang kể thấy vợ anh Sang quá tuyệt vời luôn nha. Làm tôi khá là ngại khi mà là nhắc tới cái mục tiếp theo của chương trình. Tôi là Trương Minh Sang, huấn luyện viên đội tuyển thể dục cụ Việt Nam. Năm nay tôi 38 tuổi, hiện nay tôi có một vợ và một con trai. Khi mà là biết tin vợ mình có thai thì là mình vẫn giữ cái cường độ tập luyện đó, hay là mình có một cái cách nào khác không? Trời, có cưới nhau rồi là nghỉ rồi, huấn luyện rồi, trao đổi gì đúng rồi. Đời có bầu sao tập được? Có bầu mà là tập nữa không biết sao luôn trời. Thiệt. Có một cái điều chi tiết này muốn kể với em là như này nè. Trước khi em biết chị mang bầu nữa kìa, là hai vợ chồng anh cãi nhau con. Cãi nhau rất lớn, mà cảm giác là anh không về nhà luôn. Anh ở nhà vợ anh ở Hà Nội, nhà vợ anh. Anh có cái phòng ở trên trung tâm luyện đa quốc gia đó, có cái phòng riêng. Anh ở trên nhổng 2 ngày. Vợ anh cũng nhắn tin, anh cũng đọc nhưng anh không trả lời. Chị cũng lên trung tâm tìm anh, thì anh cũng thôi, anh chỉ cần xin lỗi thôi. Tính anh đơn giản lắm. Xin lỗi, biết lỗi là ok, mình bỏ qua hết. Sáng sau mở mắt ra anh vào nhà vệ sinh. Đang đến răng rửa mặt, anh nhìn cái ly nó có cái que vậy. Cái que quen. Dạ. Anh nhìn cái que nói. Cái que này que thử thai. Nhìn thử này, hai vạch. Nhìn thử này, hai vạch. Anh chưa kịp đánh răng xong á là anh chạy ra vẫn ồ đúng không, vẫn ồ đúng không, anh nằm e thẹn. Từ cái cảm xúc đúng đó thật với em là nó khó nói lắm. Cái ngày đó anh cười như điên, cứ chở vợ là cứ đi đâu tính tiền. Bây giờ vợ có chửi chồng cũng cười dễ thương nha. Trong cái lúc mà là vợ mình đang mang bầu đó anh, chị có hay ngán không? Hay là có thay đổi tính hết gì không anh? Thường thì anh cũng có đọc báo, đọc sách để làm gì, để mình tìm hiểu xem là mình phải làm sao để mà chăm sóc vợ mình trong giai đoạn đó. Thì anh thấy bị ngán thì vợ anh không ngán. Chỉ có cái ngán là ngán ngủ nhiều. À. Chứ là thời điểm đó chắc là mệt mỏi, khi mang bầu xong là mệt.
với lại làm việc nữa. Chị vợ anh là bên cũng là huấn luyện viên mà, cho nên mình cũng hay hát rồi mình nhắc nhở mình huấn luyện viên nhiều á, bật đi bật lại những bài nhạc. Mà thời điểm đó đi làm cũng là vất vả, mà thời điểm mùa hè nữa nó cũng là nóng. Lúc mà là bầu được tầm khoảng chừng 5-6 tháng rồi đó, tất nhiên là bắt đầu vượt mặt rồi đó. Chị đi đứng dễ dàng hay là khó khăn anh? Chị đi cũng bắt đầu đi cũng hơi khó chịu. Có một cái lần mà chị lên trung tâm chị thăm anh, chị ngã mà chị không nói anh biết, chị dẫm vô cái bụng nước ấy. Nhưng mà chứ không nói, mấy hôm sau thì muốn vận động viên của môn khác hỏi anh là: thầy ơi, hôm qua em thấy cô đi ngã đó, thầy sao có sao? Anh nghe xong cái em xin phép các thầy làm xin phép chạy về quá. Hỏi lại sao hôm qua ngã không biết. Ngã còn làm sao đâu, vợ thấy bình thường mà. Bà tỉnh bơ vậy. Anh nghĩ là cũng đúng thôi, tại vì vợ anh là thể viên thể thao mà. Cho nên những cái ngã nó cũng có phản xạ là một, thứ hai là thấy bình thường. Chứ là nó mạnh mẽ người bình thường một tí á. Nhưng mà thực sự nói mạnh mẽ chứ. Đôi khi mình ngã nó không đúng thế, như là cũng nguy hiểm với đứa con, nó động thai làm sao. Nhưng may là mấy hôm sau anh cũng theo dõi, anh hỏi hàng ngày xem có bị làm sao không. May là chị không làm sao. Cái lúc mà là chị sinh á thì mọi thứ thuận lợi hết đúng không anh? Không có gì khó khăn hết. Ví dụ như cái ngày dự sinh là ngày 15 đi, ngày 20, 25 chẳng hạn gì, 25 hay là 23 ấy. Nhưng mà đến ngày đó cũng chưa sinh. Chưa luôn. Thì mình phải đưa, những ngày đó mà chưa sinh mà phải đưa vào ngay để xem nước ối như thế nào. Đấy, xem nhịp tim của con đủ thứ hết. Thì bà nói là sức khỏe nước ối ok bình thường. Thôi cứ về nhà, hai vợ chồng cứ về nhà đi, xong rồi khi nào mà có bị đau hay như nào lại vào. Có dấu xanh thì hãy nói. Dấu xanh như nào. Còn bác sĩ còn khuyên một câu luôn. Thỉnh thoảng tặng cái. Làm cái cho nó dễ dàng, dễ ra. Nguy hiểm quá sĩ. Không hiểm đâu, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng đàng thôi. Đúng cái hôm sau là đi đẻ luôn. Đúng 10 giờ sáng mới kêu đau quá. Thế là đưa đi bệnh viện sanh luôn. Anh có đăng ký cái gói là bố đứng đi vào luôn, đúng bên trong luôn. Thì cái lúc chị mà chuẩn bị sanh, anh nắm tay chị này suốt này. Đến lúc mà thời điểm mà chị chuyển dạ rồi á, chị đau quá chứ không chịu nổi nữa. Thì cũng chưa chuyển dạ gọi bác sĩ vào. Chưa gọi bác sĩ vào. Từ lúc hơn 6 giờ đó, chị cứ đau quá. Anh thực ra mình cứ đứng bên cạnh mình ứa nước mắt thôi. Thì vì thực sự là mình thấy vợ mình này đang làm cái điều cao cả nhất là đang sinh con mình ra. Nhưng khi mà nghe được cái tiếng hoa rồi một cái, cảm giác cái người nó nổi da gà luôn. Mình vừa thấy những cái bụng nó đang trong bụng này, nhưng nó xẹp xuống một cái, nó nhóc ra đời. Đứa con của mình nó tự nhiên mình thấy được tận mắt đứa con của mình bằng da bằng thịt rồi á. Nó sướng lên, tham bác sĩ đang bới hét lên cái thiệt, làm gì mày? Anh hét lớn lên đó thiệt. Mình đang bới con mày đó, hôm nay cho em xem là hét là gì. Em mừng bác sĩ ơi. Lên nhìn nè. Xong rồi cho áp lên ngực mẹ là da kề da. Lúc đó anh lại chụp tấm hình đó nữa. Nó hạnh phúc lắm mày. Lúc đó vợ thì cũng đang mệt, đang đau. Thì con mà nó gan phát là cứ nhìn đắm đuối, không nhìn không chớp mắt luôn. Nhìn được một tí là anh phải thay ra cho bà ngoại vào. Anh hú hoảng cứ đi tới đi luôn. Mừng quá. Xong rồi nhắn tin cho bạn bè: ôi, tôi sinh con rồi, có để con rồi. Để rồi. Tôi có cảm xúc lúc đó. Thật sự là anh nghĩ là người đàn ông là cũng có cái cảm giác hạnh phúc như vậy. Mà khi đẻ con ra xong á, chuyển mà chỉ lúc mà cho phòng mổ đúng không? Chỉ có ở phòng sinh á. Xong rồi chuyển ra cái phòng hồi phục á, phòng nằm nghỉ á. Thế là tối hôm đấy chỉ mệt mà. Chị cũng cho con bú xong nói thôi vợ ngủ đi, khi nào con khóc con đói thì chồng sẽ gọi vợ dậy. Anh nằm ở dưới cái ghế dưới này nè, cứ 30 phút sao im lặng vậy ta. Thì ghé tay con ghé với con anh con thở không không thiệt tâm lý chung đó. Ông nào cũng vậy, bà nào cũng vậy thiệt. Mà dù không ngủ được mà anh chưa bao giờ mà, trừ lúc anh ngủ được huy chương vàng thôi nha, huy chương vàng SEA Games thôi, anh chưa bao giờ mà anh mất ngủ mà anh vui như vậy luôn. Đến sáng hôm sau cũng không thấy mệt mỏi gì luôn. Mấy ngày sau cũng không thấy mệt mỏi gì luôn. Cái cảm giác như cái sung sướng, cái thần kinh của mình nó cũng hoạt động hết công suất ấy. Nên mà nó tỉnh táo bình thường luôn. Mà cảm giác là nó rất là phê. Chỉ có sau này khi mà về đến nhà xong rồi mình mới phê nhiều hơn. Trong cái vấn đề mà là chăm con lúc bé như vậy là anh với lại vợ anh cũng là với lại là bên phía ngoại á, là thay phiên nhau chăm, hay là sẽ có một khoảng thời gian nào đó là anh thầu hết tất cả mọi thứ luôn? Không, tại vì anh cũng phải đi làm. Anh có nghỉ tầm khoảng một tuần lễ để nhà chăm cái thời điểm mà nó mệt mỏi cho người vợ mình á. Anh nghỉ một tuần lễ thôi. Còn ngày thường anh vẫn sau đấy anh vẫn đi làm. Nhưng mà có chuyện thì mình xin về sớm. Nếu may mắn là người nhà anh ở trong này cũng ra, cũng hỗ trợ.
Bên cạnh đó thì làm bà ngoại tuyệt vời lắm. Bà ngoại chăm từ A đến Z, hỗ trợ rất nhiều. Anh chỉ có cách là làm sao cho cái cảm xúc của vợ mình đó bớt mệt mỏi thôi. Thế anh cũng tìm hiểu, tìm mấy cái chỗ mà chăm sóc bà bầu sau sinh, massage này nọ, xong rồi đắp mặt này nọ, xong rồi xong này nọ nè. Khi mà là bé mình được tầm khoảng 2-3 tháng tuổi á, là vợ anh bị áp xe đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh nghĩ áp xe là bình thường chứ là bị tắc sữa xong rồi... Không có đâu. Anh đâu có nghĩ như vậy, xong rồi tắc sữa thì đôi khi mình cũng có đàn chồng cũng phải giúp vợ tránh như là bị áp xe làm sao mà không hiệu quả. Thế là phải tìm đến cái nơi mà nó phải có cái cách massage. Dạ. Nó làm sao cho nó mềm ra xong rồi nó mới sữa nó mới ra. Bị tắc mà, bị tắc tắc tia sữa mà anh đọc nhiều sách tia sữa mình bị giả man luôn á. Có thể nhiễm trùng quá. Nó nhiễm trùng lên rồi nó giả man lắm. Anh tưởng tượng cảnh thấy anh hại, anh sợ quá, ghê quá. Thế là anh chạy, thế là trời cũng chưa nắng rồi, cứ chặt xe đi tìm lên mạng chỗ này tìm hết chơi, chỉ đóng cửa để mà không làm nữa. Ra cái chỗ kia hơi là cái chỗ mà nó người ta bán cái đồ chơi, cái đồ những vật dụng cho bà bầu á. Ở đó họ có cái dịch vụ là gì, so bóp massage cái lần chấm mát tránh áp xe của là giảm bà bầu áp xe đó, thông tia sữa. Thế là chơi đỡ vợ lên cái bà hơn là làm bữa đầu tiên xong lần rồi cũng thông được tia sữa, làm hai ba hôm là vợ anh hết. Mà cái đó anh thấy cái đó cũng giả mang nhiều người, mà ghi cái đó là chết luôn á. Không biết sao chứ tại vì hồi trước là vợ em cũng bị áp xe, và là em không phải là em cố tình em nhìn trong phòng là có một cô để mà làm massage đó để mà thông tia sữa vợ em á, thì cái cửa nó bị hở ra em thấy rõ ràng luôn, mà vừa để vô cái phần bên nách này nè, rồi chuẩn bị nha, ráng nghe, cái này đau lắm á nha, là nói thẳng luôn, 1, 2, 3 vừa đẩy cái một cái tia sữa bắn vèo. Trời ơi má ơi, vậy trong cái bầu sữa gì mà nó quá trời sữa như vậy hả? Ứ động lại, nó ứ động, nó cứng ngắc luôn em. Sợ cứng ngắc luôn á, sợ như anh tập thể thao mà sợ cứng như chuột luôn. Anh nói thiệt biết đúng cứng ngắc gì luôn em ơi, nó em không nghĩ sao nó cứng gì luôn á. Thế gọi là công nhận luôn là người phụ nữ không phải nói gì chứ là họ quá tuyệt vời luôn, bởi vì họ hy sinh cho chúng ta rất nhiều. Dù họ không nói ra nhưng mà họ hy sinh cho chúng ta, những người đàn ông, những người chồng rất nhiều mà không nói ra. Nãy tới giờ anh Sang kể thấy vợ anh Sang quá tuyệt vời luôn nha, làm tôi khá là ngại khi mà là nhắc tới cái mục tiếp theo của chương trình này luôn á. Chương trình này có cái mục nó tên là vợ tôi vô số tội anh. Cái này không phải là mình nói xấu, nghĩa là mình chỉ là nói là góp ý. Thực ra thì hai vợ chồng anh á, nhiều người cũng nói là khắc khẩu. Tao thấy cặp nào cũng vậy ta, em bây giờ em cũng khắc khẩu nè. Đôi khi cuộc sống vợ chồng thời gian dài nó có tạo nên một tính hơi bị ích kỷ á, của riêng mình á, chồng của mình là vợ của mình á. Có cái chuyện gì đó mà nhắn một tin nhắn mà nó chẳng may hay như nào đó nó tạo một cái sự lầm nha. Tự nhiên nó là mình nghĩ ghê lắm, mà nó có cái điều đó cũng là nguy hiểm. Tự nhiên cái đang yên đang lành tinh cái ấy gì đây ai đây? Con rồi, trai mình còn đỡ chứ con gái còn dã man hơn. Khủng khiếp lắm. Phụ nữ cũng dã man hơn đó. Anh có cảm thấy là mình cần thay đổi cái tính cách hay là cái nết gì để cho vợ anh phải gọi là vui vẻ hơn không? Không có cãi lộn với mình, không có khắc khẩu với mình không? Cái mắc cười là như này nè. Vợ anh thì kiểu rằng hay nóng tính. Mà mình khó chịu cái tính nóng tính. Vợ mình không nói không được, mà nói lại nó hay bị kéo dài. Mà bản thân mình không biết nó kéo dài thì mình cứ nói mà nó thuận miệng. Không, anh phải nói nhiều đến nỗi mà suốt ngày về nói em ơi, nó nói chuyện xong suốt ngày nghe âm thanh của anh đâu, mà chỉ là đúng có những lúc cãi nhau thôi, chuyện mới nói bình thường á. Anh nội mình xong rồi nọ chơi với con là chính, gần đây thì bà hay cầm cái bọt mũi đi bắt mũi. Đến giờ mà anh nghe con tiếng nghe tạch 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 mà ám ảnh luôn á. Thôi đi ngủ đi, mà khó chịu lên cái cũng giỏi bắt mũi gì bây giờ nè. Đi ngủ đi, sáng dậy sớm đi bắt mũi, hay là về sớm đi làm về sớm bắt mũi, cứ canh chuyển giờ đi ngủ đi bắt mũi. Ê tôi chỉ có sở thích thôi, chứ làm cái chỉ không phải khó chỉ chịu lo, chỉ lo cho canh ngủ rồi đó là anh nói vậy. Tôi cảm giác như là cặp vợ chồng này giống như là trong nhà ngoài phố vậy đó, mỗi ngày là một câu chuyện, mỗi ngày là một cái tiểu phẩm rất là vui luôn á, mà coi rất là giải trí luôn á. Vậy là chắc nhà anh là lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười luôn á, đúng không? Là con anh cười tại vì thấy ba mẹ cãi lộn vui quá cười. Đâu, anh nói thiệt với em cái này, anh nói nó nghiêm túc nè. Có lần hai vợ chồng không đi cãi nhau trước mặt con anh khóc khát luôn. Nó sợ. Nó sợ, mà đến bây giờ anh thấy là cái chuyện cãi nó trước mặt con nó làm cho đứa con mình nó nát cảm nó bây giờ luôn. Mà khi qua cái điều này thì anh cũng muốn chia sẻ là chúng ta cũng không nên cãi nhau trước mặt con của mình. Cái điều này cực kỳ ảnh hưởng đến con của mình, thương lắm. Đến sau này hai vợ chồng anh giỡn thôi nha, nói chuyện nhau hơi lớn tiếng lên, ba mẹ lại cãi nhau đấy, con không thích đâu,
con không chơi, mẹ nó ra nó khóc. Chứ là em hiểu là cái cảm xúc là nó không muốn cho ba mẹ là có xích mích rồi cãi lớn tiếng với nhau. Không mà thật, cái điều này cực kỳ là người nói là cũng không nên một chút nào. Em cũng đã trải qua cái cảm giác đó rồi. Thì như anh nói mà vợ chồng ở với nhau thì chắc chắn là không thể nào tránh được cái sự bất hòa. Vô hình chung mà lúc mà mình tranh cãi với nhau là lại có sự có mặt của con mình đó, mà thì mình tức quá mình không để ý. Cãi nhau xong con em cũng bi trang anh, trời nó khóc quá trời, tại vì lúc đó là nó còn nhỏ không biết thấy gì. Thương không? Thương nhưng mà nó vẫn khóc, thì tự nhiên nó vừa khóc lên cái là tụi em nhìn nhau luôn đó. Vậy là mình sai rồi. Chết rồi, mình giật mình chứ. Vậy là mình sai lại. Lúc đó tự nhiên mình cảm giác mình có lỗi với con. Đến sau này á, cái mặt anh nè, anh nói chuyện mà anh hay cũng anh bị cái tật của nói chuyện cũng đang cũng đi rồi hơi nhăn một tí xíu. Nhăn nó quen rồi. Anh nói chuyện như vợ anh hơi lớn tiếng nhăn. Em ghét mặt ba Sang xấu. Xấu, ba Sang không được như thế, cái là cãi nhau, không được cãi nhau. Ba cãi với nó bình thường. Không, nhưng mà mặt ba Sang xấu lắm. Được chưa? Giãn mặt ra, được chưa con, được chưa con? Hey, nhìn mặt hey, dễ sợ luôn á. Hey, cái đường nè, cái mặt này con thích nè, tại vui. Anh này chơi với con lắm, anh chơi với con rất nhiều. Có thời gian anh chơi với con, anh nói thật, nếu chúng ta có thời gian cứ chơi với con đi, em sẽ thấy được cái hiệu quả của thời gian mình dành cho con. Nó tuyệt vời lắm, tại vì cái ngôn ngữ đứa con của mình nó sẽ được trả lời nhiều, nó được nghe nhiều. Em cứ chơi với con nhiều đi, em thấy em phải chơi nó như một người bạn á. Thì em khám phá được đứa con của mình, sau này em nói cái gì nó hiểu mình rất nhanh, nó tinh ý cực kỳ là do nó nói chuyện với mình. Bây giờ con anh là cũng hơi khó chịu là vì bây giờ trước khi ngủ là 1000 câu hỏi vì sao á, nó cứ tới để em không ngủ mà nó hỏi nhiều lắm, nhưng mà anh cố gắng trả lời hết. Khi ngủ thôi, con ngủ đi, mai ba trả lời tiếp, cứ trả lời hết. Tại vì những đứa trẻ mà nó nói lên cái suy nghĩ của mình đó là điều tuyệt vời nhất. Chỉ sợ những đứa bé mà nó sợ mình, nó không dám hỏi. Đúng đó vậy. Là cái điều nguy hiểm nhất. Hồi nãy tới giờ là chúng ta đã khai thác khá là nhiều về những cái câu chuyện của anh Sang rồi. Bây giờ xin mời anh Sang hãy nhìn hướng lên màn hình. Đây sẽ là một món quà mà chương trình đã chuẩn bị cho anh. Bí mật đó. Kiện nhi ốc xưa của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Trong thời gian có con thì thời gian chị đã cũng khó đảo lộn khá là nhiều, vì hai vợ chồng cũng chia nhau ra để làm sao mà có khoảng thời gian chăm sóc con. Thế sao là một người rất chịu khó chơi với con và luôn luôn mạo ra những trò chơi để làm sao mà khiến cho con mình có được cái sự năng động, mặc dù là cả hai vợ chồng đều có khoảng thời gian huấn luyện rất là khá mệt mỏi. Ở anh Sang thì có cái tật xấu là khi mà mình anh Sang tranh luận về vấn đề gì đấy thì có thể cả hai xảy ra cái sự mâu thuẫn. Thì bắt đầu anh Sang luôn luôn là có cái gương mặt nhiều khi nhìn thực sự là rất là khó chịu. Ngược lại thì ở bản thân mình thì mình cũng có cái tật xấu là cái sự nóng tính của mình nó rất là nhanh. Và đôi khi là khi trao đổi cái vấn đề gì đấy, đặc biệt là trao đổi về cái vấn đề coi như công việc chuyên môn, thì hầu như là cả hai hay có cái sự tranh luận dẫn đến là kiểu hơi căng thẳng một tí. Qua chương trình này thì vợ cũng muốn nhắn nhủ với chồng là hai vợ chồng mình thì nhiều khi có những cái bất đồng quan điểm, cũng rất nhiều lần và cũng khá là căng thẳng. Thế nhưng mà sau mỗi lần đấy thì cả hai vợ chồng mình sẽ có cái sự hiểu nhau hơn và mong rằng là sẽ luôn luôn có được những cái lời khuyên tốt nhất cho nhau và có thể đồng hành cùng nhau trong công việc và làm sao mà trở nên thành tốt nhất. Khi mà chồng cảm thấy mệt mỏi và buồn thì chồng hãy cố gắng chia sẻ với vợ chồng nhiều hơn để vợ có thể hiểu được công việc của chồng nhiều hơn. Và vợ cũng mong muốn là sau này sẽ cố gắng khắc phục cái điều đấy và chồng cũng sẽ vui vẻ làm sao tiếp nhận những cái mong muốn của vợ. Mong rằng là cuộc sống của gia đình mình sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn nữa, dù có mệt mỏi như thế nào. Vợ yêu chồng và con nhiều lắm, cố lên. Chốt câu cuối xốn sang liền. Xốn sang liền.
giờ sao nè, giờ chị nhà đã gửi lời với anh rồi, giờ không lẽ anh không gửi lời lại với lại chị nhà thì cũng thiếu thiếu gì đúng không anh? Anh cứ tưởng tượng cái máy trước nè, chị nhà đây nè. Vừa xem xong cái clip mà khá là bất ngờ mà cuối chương trình đã... Không biết đúng không? Không biết, rất là bất ngờ. Hôm nay thì được nghe vợ nói, vợ chồng cũng hiểu rằng là hai vợ chồng mình cũng đang cố gắng từng ngày để bù đắp cho cái mái ấm nhỏ của mình. Vợ chồng nghĩ rằng những cái sự hy sinh vất vả của vợ cho gia đình á, cho chồng và con á, cũng rất là nhiều. Chồng biết rằng bản thân chồng cũng có công việc, cũng có vất vả, nhưng chồng nghĩ là chồng là đàn ông, chồng phải có trách nhiệm, cái chuyện đó chuyện bình thường, và chồng cũng sẽ cố gắng vượt qua. Hai vợ chồng mình cùng nhau gìn giữ mái ấm mình sao mà cuộc sống luôn luôn tốt đẹp. Có chuyện gì khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng cứ cùng nhau chúng ta sẽ đi hết cuối con đường này, cùng nhau chăm sóc cái mái ấm của mình được tốt. Chồng cũng yêu vợ rất nhiều, cũng yêu vợ rất nhiều. Bắn tim không, bắn tim không, bắn không, bắn luôn. Trời ơi, đáng yêu dễ sợ nha. Cặp này đáng...